Đảng Cộng sản Trung Quốc cử người khẩn cấp che chắn biểu ngữ, trừ diệt Trung Cộng. Ngày 9 tháng 10, cư dân thành thị tại Hồng Kông biểu đạt tiếng lòng bằng những biểu ngữ trên tường khắp các con phố. Trong đêm tối, Đảng Cộng sản Trung Quốc cử người dùng túi ni lông đen chuyên dụng nhằm che chắn các biểu ngữ, trừ diệt Trung Cộng được xịt bằng sơn đen. Biểu ngữ trừ diệt Trung Cộng sớm đã được đưa ra trong loạt bài xã luận Cửu Bình Đảng Cộng sản của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ năm 2004. Đến nay, sau 15 năm, trừ diệt Trung Cộng đã trở thành biểu ngữ Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hãi nhất tại Hồng Kông và cũng trở thành khẩu hiệu thông dụng nhất trên các con phố. Ngày 1 tháng 10, trong cuộc biểu tình tại khắp các quận tại Hồng Kông, những khẩu hiệu trục xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan phục Hồng Kông cách mạng thời đại, người Hồng Kông phản kháng, người Hồng Kông cố lên, kháng cộng cầu tồn, vang vọng giữa đất trời nơi hòn ngọc của phương Đông này. Đầu năm 2019, đã có người nhắc rằng lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phùng cửu tất loạn, cứ 9 năm lại loạn một lần. Năm nay, ắt xảy ra đại sự. Quả nhiên không sai, ngoài cuộc đối đầu toàn diện Trung Mỹ đã được dự liệu ra, bắt đầu từ mùa hè, Hồng Kông đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hùng tráng trong lịch sử khi 2 triệu người đổ ra đường biểu tình. Điều này không chỉ khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ, mà cũng khiến người dân toàn thế giới phải nhìn người Hồng Kông bằng ánh mắt khác, trong tâm không khỏi kính phục. So với Đảng Cộng sản Trung Quốc, tập đoàn khống chế những công cụ đàn áp bạo lực tàn bạo nhất trên thế giới, thì sự phản kháng của người Hồng Kông, dẫu là hòa bình, lý tính, phi bạo lực hay cứng rắn, cũng chỉ như trứng mỏng chọi với tường cao. Dẫu biết rằng mình là trứng mỏng, nhưng hàng triệu cư dân thành phố Hồng Kông vì tự do vẫn xả thân vì nghĩa, sẵn sàng đối chọi với bức tường cao. Người Hồng Kông vẫn còn ấp ủ văn hóa truyền thống Trung Hoa, kiên định với niềm tin rằng Hồng Kông không phải là khu vườn lạc thú cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hành ác, chính nghĩa tất thắng tà ác. Người Hồng Kông dẫu có đôi chút sợ hãi, nhưng không chịu khuất phục, không trốn chạy, vẫn tay nắm chặt tay cùng đối kháng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chính quyền bạo ngược. Những người Hồng Kông kháng nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu là giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi. Theo báo cáo từ phía cảnh sát, hiện nay trong số hơn 2.000 người bị bắt giữ, có tới 40% là giới trẻ, 10% là trẻ nhỏ dưới 15 tuổi. Vương Hoa, người từng tham gia cuộc biểu tình lục tứ tại Thiên An Môn vào năm 1989, từng có bài viết chỉ ra rằng ông cảm thấy lớp người tuổi trẻ hôm nay bước ra kháng nghị ở tuyến đầu tại Hồng Kông chính là những người đồng đội năm xưa từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hại chết. Ngày nay họ chuyển sinh từ Bắc Kinh tới Hồng Kông, mục đích là hoàn thành sứ mệnh này. Dẫu rằng đây chỉ là phát ngôn cá nhân nhưng lại khiến rất nhiều người đồng cảm. Lớp người trẻ xông pha nơi tuyến đầu tại Hồng Kông thuần chân mà kiên trì đứng ra bảo vệ tự do, tuyệt đối không phải do họ bị kích động, lôi kéo, lừa gạt, dụ dỗ như những lời vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ không có quyền hành về lợi ích, không có nỗi lo lắng của nhân tâm, không có sự ràng buộc từ gia đình. Rất nhiều người trẻ nói rằng điều này can hệ tới đại sự tồn vong của Hồng Kông, là việc duy hộ giá trị quan của Hồng Kông, là vấn đề giữa thiện và ác, không có khoảng giữa. Dẫu là trứng mỏng chọi tường cao, họ cũng phải xông lên phía trước. Nhưng từ tháng 10 tới nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ rất nhiều trẻ nhỏ dưới 15 tuổi. Hồng Kông với 7,4 triệu nhân khẩu, có hơn 2 triệu người dãi nắng dầm mưa, diễu hành biểu tình suốt vài tiếng đồng hồ trên các con phố lớn. Nguồn sức mạnh nào đã nâng đỡ họ? Nam nữ, già trẻ bước ra ngoài phố. Ngoài lương tri và thiện niệm trong lòng họ ra, còn có thiện ý. Có thể nói rằng, cuộc kháng nghị của cư dân thành phố đã triển hiện thiên tượng trừ diệt Trung Cộng tại nhân gian. Sự phản kháng của người Hồng Kông bắt đầu từ tháng 6 với chủ đề phản đối dự luật dẫn độ. Nhưng cùng với sự leo thang của cảnh sát Hồng Kông và sự đàn áp cố ý từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, vô hình trung, từ cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ trở thành biểu tình phản đối chế độ độc tài, cuối cùng là biểu tình phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 8, cuộc meeting hòa bình, lý tính, phi bạo lực được tổ chức tại công viên Victoria thuộc Vịnh Đông La. 1,7 triệu người Hồng Kông đội mưa, đội gió diễu hành biểu tình. Rất nhiều người thay nhau lên sân khấu diễn thuyết. Nhiều nhà diễn thuyết cho biết đây là lần đầu tiên họ lên sân khấu. Rất nhiều người đã nấc nghẹn khi đang diễn thuyết. Thính giả bên dưới lại khích lệ họ bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt và hô lớn biểu thị rằng chúng ta sẽ bước cùng nhau. Một cô gái thế hệ 9X cầm tấm biểu ngữ Đảng Cộng sản Trung Quốc là phát xít lên sân khấu diễn thuyết. Cô giới thiệu mình là nhân viên IT. Trong gần 30 năm cuộc đời, cô cảm thấy
Hồng Kông cần phải đấu tranh vì dân chủ chân chính, không lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể được. Hơn nữa, tôi cảm thấy cuộc biểu tình của Hồng Kông lần này đã chính thức mở ra cánh cổng lớn cho sự diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồng Kông là mạch sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là yết hầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Hồng Kông cùng chết, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lập tức tan rã. Cô lấy trại tập trung Tân Cương làm ví dụ. Người Hồng Kông đã không còn đường lui. Kỳ thực trong trại tập trung Tân Cương đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều biết rõ. Bởi vì chúng ta không cần phải vượt tường lửa. Nếu chúng ta thất bại, Hồng Kông lập tức sẽ biến thành Tân Cương. Trong cuộc biểu tình quốc tang ngày 1 tháng 10, người Hồng Kông hô vang trục xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc quang phục Hồng Kông. Có khách du lịch nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng mọi thủ đoạn nhằm xâm chiếm Hồng Kông, kiểm soát Hồng Kông. Nếu Hồng Kông muốn quay trở lại vị trí ban đầu, tức là trời diệt Trung Cộng. Lời xin lỗi của Sao Park mang gai nhọn. Ngày 1 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành kỷ niệm 70 năm thành lập chính quyền Sao Park, chương trình phim hoạt hình sitcom nổi tiếng tại Mỹ dành cho người trưởng thành. Ngày hôm đó, đang phát sóng tập 2, quý 23, có tên Ben in China, đoàn nhạc Trung Quốc. Đọc chật đi thành Banner in China bị cấm ở Trung Quốc. Do chương trình không ít từ khóa nhạy cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc như trại cải tạo, công an ngược đãi tù nhân, thu hoạch tạng sống, giám sát ngôn luận, dân chúng ca tụng công đức, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa toàn diện. Sao Park dù không mấy được chào đón nhiệt liệt tại Mỹ và các quốc gia phương Tây, nhưng lại được người Hồng Kông và đại lục vô cùng yêu thích. Rất nhanh chóng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm chương trình này. Sao Park nhấn mạnh, nếu muốn tới Trung Quốc đại lục kiếm tiền, trước tiên phải vứt bỏ giá trị quan của bạn, vứt bỏ lương tri của bạn, bán đứng linh hồn của bạn. Chỉ như vậy, bạn mới có thể kiếm được tiền tại Trung Quốc đại lục. Rõ ràng, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn dùng thị trường đại lục làm miếng mồi dụ dỗ người phương Tây vứt bỏ giá trị quan của bản thân. Và hàng loạt những chế tài trừng trị phạt nghiêm khắc của các nước tự do dân chủ nhắm vào Trung Quốc là minh chứng cho biểu ngữ trời diệt Trung Cộng đang diễn ra.